Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến số đầu tiên của podcast Chuyện ngành du lịch. Ngày hôm nay chúng mình có khách mời đó chính là anh Nguyễn Cường Bách, CEO của Asia Lion. Và hôm nay chúng mình sẽ đến với chủ đề đó chính là đặc điểm các kênh social trong marketing du lịch. Và câu hỏi đầu tiên đó chính là SEO có còn hiệu quả trong ngành du lịch hay không? Ở cái câu hỏi này thì thực ra thì nó sẽ tùy theo là một là thị trường, hai là giai đoạn của công ty. Với thị trường inbound ấy thì ngày trước ấy thì SEO thì nó là vô địch, bởi vì là khách hàng có nhu cầu họ mới tìm kiếm trên Google, và ở những khách hàng như vậy thì tỷ lệ chuyển đổi thường là cao nhất. Ở thời điểm này thì SEO thì vẫn cực kỳ tốt cho ngành du lịch, và bên nào làm được, phát triển được cái kênh này thì đều có một lượng khách đáng kể luôn, thậm chí là thụ động luôn, bởi vì họ không cần phải bỏ tiền quảng cáo, và cái gì xây từ trước thì bây giờ nó vẫn tiếp tục tạo ra được doanh số. Tuy nhiên với những bên mới thì phải hiểu đặc tính của SEO là gì, nó cần thời gian và nó mất rất nhiều công, cũng như là bên nào mà xây trước họ đã ở trên rồi, và chúng ta để mà lên trên và đẩy họ xuống ấy, thì chúng ta cần nhiều công hơn nữa. Vậy cho nên là SEO sẽ phù hợp với bên nào trong thời điểm này có nguồn lực nhiều và sẵn sàng đầu tư cho tương lai, và không gấp rút phải có khách hàng bằng kênh SEO trong ngay trong thời hiện tại. Bởi vì để mà gọi là đẩy tốt thì kênh SEO best phải mất từ 1 đến 2 năm để gọi là tăng trưởng và thậm chí là cạnh tranh được với các bên khác. Với thị trường nội địa thì việc làm SEO vẫn tốt. Tuy nhiên thì chúng ta còn có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn, ví dụ như kênh là Facebook Ads thì sẽ ra được khách ngay lập tức, và thậm chí kênh TikTok để tăng nhận diện cũng là một kênh cực kỳ nhanh. Trong khi đó thì kênh Facebook chẳng hạn, nó có thể là tạo được cái trải nghiệm cho khách hàng ngay lập tức, và khách ở nội địa họ sẽ dễ dàng ra quyết định mua hàng hơn so với khách quốc tế. Bởi vậy thì cái việc là Facebook là quảng cáo hiển thị, nó truyền cảm hứng rất là tốt, và họ có thể là chọn đi ngay trong vòng một vài ngày tới thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu kênh Facebook cho thị trường nước ngoài ấy, nó cũng tốt. Tuy nhiên thì cái hành trình của khách hàng để mà tạo ra được cái việc mua hàng ấy, nó sẽ lâu hơn. Do khách quốc tế họ đi họ sẽ mất thời gian suy nghĩ hơn, có thể thậm chí là 3, 6, 8 chẳng hạn. Thì cái cảm hứng của họ nó sẽ không mạnh bằng những khách mà search Google, tức là gõ tìm kiếm, họ muốn rồi, họ phải đi tìm, họ sục soạng rồi. Thì lúc đấy cái thời điểm mà gọi là quyết định mua hàng ấy, trong customer journey của thằng SEO nó sẽ gần hơn so với cả Facebook và các mạng xã hội khác rất là nhiều. Cho nên mình nghĩ rằng là kênh SEO nếu bên nào mà muốn theo lâu dài với ngành du lịch thì vẫn nên đầu tư. Vâng ạ, vậy thì theo anh ngoài SEO ra thì còn những cái kênh nào hiệu quả nữa? Ngoài SEO ra thì còn rất nhiều kênh khác hiệu quả, như lúc nãy mình vừa nói là social media như kiểu Facebook, Instagram, WhatsApp vẫn khá là ok. Hoặc gần đây là các loại short video ở trên TikTok và trên YouTube cũng là cái kênh để tạo phễu, để cho phát triển. Tuy nhiên thì những cái kênh social media nó sẽ là đầu phễu hơn, tức là không nhận diện, biết và một chút cân nhắc. Còn để mà social media mua được ngay ấy, thì rõ ràng là mình cần mất nhiều công hơn và cần có cái tần suất cao hơn so với cả là bình thường. Vậy thì theo anh thì nên xây dựng một website một ngôn ngữ hay là đa ngôn ngữ vậy ạ? Về SEO, nếu mà xây dựng đa ngôn ngữ khi chúng ta có nhiều nguồn lực và chúng ta muốn tiếp cận nhiều thị trường. Còn nếu mà chúng ta chưa có nhiều nguồn lực thì tốt nhất tập trung vào một ngôn ngữ trước, làm được tốt nó. Thì khi nó tốt rồi mình mới nhân thêm nhiều ngôn ngữ khác nhau dựa trên cái ngôn ngữ đầu tiên. Dù là tiếng Anh hay tiếng Việt hay tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý thì chúng ta cũng nên có một cái lõi đầu tiên thật là tốt đã, thì chúng ta mới nhân rộng lên. Còn tất nhiên khi chúng ta nhân rộng lên rồi thì nó sẽ có hiệu quả chung. Nhiều công ty thì nhiều ngôn ngữ nhưng vẫn trên một cái tên miền chẳng hạn, thì cái tên miền đấy nó sẽ hứng được toàn bộ sức mạnh và nó sẽ truyền đến các ngôn ngữ kia, và giúp là cái website sẽ tăng trưởng nhanh hơn rất là nhiều. Ngôn ngữ đầu tiên tốt rồi thì nhân ngôn ngữ thứ hai thì ngôn ngữ thứ hai cũng sẽ tăng lên nhanh hơn so với việc là xây một cái website đầu tiên. Đấy, thì cái cấp bước nó là như vậy, và sẽ phù hợp với bên nào mà có nhiều nguồn lực, có nhiều nhân sự và hệ thống sẵn sàng là gọi là đón được nhiều dòng khách khác nhau. Bởi vì dù sao ấy, mỗi dòng khách thì lại một cái đặc điểm hành vi khác nhau, cho nên kể cả dù có nhân lên thì chúng ta vẫn phải gọi là tối ưu, customize, sửa theo cái hành vi của khách đó. Ví dụ đơn giản nhất là ví dụ như khách Ý họ sẽ thích màu đỏ hoặc màu xanh lá cây, khách Pháp thì sẽ thích màu vàng, màu nâu đất. Đấy là từ cái gọi là cái mắt nhìn, cái visual nó đã khác nhau rồi, cho đến cái phần là nội dung. Ví dụ nội dung khách Đức họ sẽ muốn là thông tin phải càng chi tiết càng tốt và nó có sự logic nhất quán, bởi vì là đặc điểm của người Đức nó sẽ là như vậy so với cả các quốc gia khác. Và câu hỏi tiếp theo là vấn đề rất nhiều người đang gặp phải, đó chính là sao nhiều doanh nghiệp chạy quảng cáo nhưng vẫn chưa ra khách vậy ạ? Thực ra cái câu hỏi này là câu hỏi rất phổ biến của nhiều công ty lữ hành, bởi vì là thứ nhất là chạy quảng cáo qua những kênh như kiểu là Google Ads hay là Facebook Ads chẳng hạn,
thì cái vấn đề lớn nhất là họ chạy sai tệp, sai đối tượng. Nhiều khi mà chúng ta chạy xong, mình kiểm tra lại, mình mới thấy rằng là thậm chí 90-95% số tiền của họ đặt vào sai chỗ. Ví dụ, sản phẩm của họ là sản phẩm dành cho trung cấp hoặc là cao cấp, cái ngân sách nó để mà đi du lịch của khách không hề nhỏ, nhưng lại chạy toàn vào nhóm 18-24, tức là nhóm sinh viên và các bạn trẻ, thì chắc chắn các bạn sẽ không có số tiền lớn để các bạn đi và mua được cái sản phẩm như vậy. Giống như kiểu bây giờ bảo các bạn là vừa trẻ vừa mới ra trường nhưng bạn nào phải đi mua ô tô ấy, đúng không? Không khả thi, đúng không? Nhưng hầu hết là khi không ra khách là khi số tiền của chúng ta đặt sai, toàn bộ tiền quảng cáo của chúng ta đặt sai đối tượng. Thứ hai là gì? Bị lỗi một cái gì đấy, ví dụ lỗi website, chạy quảng cáo rất nhiều tiền nhưng cái website lỗi và đến nơi thì nhiều khi không vào được, hoặc vào mà mất tầm 10-15 giây nó mới load xong cái màn hình, thì gần như khách sẽ out ra. Nói chung là nó sẽ đi theo cái hành trình khách hàng, customer journey của khách ở trên kênh, các kênh digital nhiều khi chạy quảng cáo mất tiền, và chắc chắn là ở một cái điểm chạm nào đấy nó bị lỗi, khiến cái phễu nó bị bóp nghẹt lại. Và vì phễu nó bị bóp nghẹt lại cho nên là khách hàng sẽ không vào xem được đến đoạn cuối, và bắt buộc khách nào đã mua hàng là họ phải đi hết cả cái customer journey này để họ trải nghiệm từng bước một. Lỗi từng cái khâu nhận diện, khâu biết đến khâu thanh toán mà bị lỗi thì cũng không ra khách. Nhiều trường hợp là chạy quảng cáo rất tốt, khách vào rất lâu, thậm chí tham on site của khách ở trên website đến tận vài phút, nhưng mà đến khâu điền form thì cái form bị lỗi, thế thôi. Coi như cả cái đoạn trước là không có ý nghĩa gì cả. Bởi vậy thì cần làm tốt cái hành trình khách hàng và là trải nghiệm khách hàng để mà gọi là tăng nhận diện, và từ đấy thì khách mua hàng sau khi mà chúng ta bỏ rất nhiều tiền quảng cáo vào rồi. Vậy thì theo anh thì phương pháp phát triển kênh social marketing đối với từng mô hình như là khách sạn này, resort này, homestay này thì khác nhau như thế nào? Để mà phát triển social media trên các kênh này, mình nói trước đầu tiên là điểm chung giống nhau là gì? Đều là tăng nhận diện. Khách mua các sản phẩm nghỉ dưỡng hầu hết là qua hình ảnh. Bởi vậy hình ảnh phải tốt, trải nghiệm phải tốt, thì lúc đấy khách hàng nhìn mới thích, họ mới book đặt. Kể cả nơi nó có thực sự là tồi tàn, nó có kém hay chăng nữa, thì nếu hình đẹp ấy, nó vẫn qua mắt được người dùng, và người dùng vẫn đặt, bởi vì họ sẽ đặt bằng, gọi là họ sẽ thích, họ sẽ chọn bằng mắt. Đấy là cái đầu tiên. Social media nào cũng phải làm được câu chuyện đó. Còn điểm khác nhau ở đây sẽ là gì? Ví dụ với cả là khách sạn, resort chẳng hạn, họ sẽ thông thường sẽ có nhiều cái dịch vụ kèm theo. Họ sẽ không chỉ bán phòng mà họ còn bán là bữa ăn, họ bán nhà hàng. Ví dụ khách sạn 5 sao là kiểu gì phải có nhà hàng Á, nhà hàng Âu chẳng hạn, nó là dịch vụ khác rồi. Hoặc là dịch vụ spa, thì đấy là những dịch vụ kèm theo mà một cái resort nó phải có bán được nhiều thứ hơn, thay vì là những khách sạn. Thậm chí là những cái mùa đặc biệt, ví dụ như là Trung Thu, họ sẽ phải bán bánh Trung Thu. Mùa cưới, họ sẽ phải bán hoạt động event. Hoặc là ví dụ các doanh nghiệp, họ sẽ bán các hoạt động là MICE, tức là hoạt động là hội nghị, hội thảo, sự kiện, hội chợ, tất cả nó nằm trong cái khu của khách sạn resort đó. Thì đấy là cái đặc điểm mà thông thường khách sạn resort họ sẽ phải làm nhiều hơn so với một bên khách sạn. Đấy, và quy mô của họ cũng phải lớn hơn, cho nên là họ sẽ phải có nhiều hoạt động con hơn so với cả một khách sạn đơn thuần. Thì đấy là thông thường chúng ta hay có. Còn với khách sạn ấy, nhiều khi họ sẽ không phải chỉ bán chính ở trên cái kênh này, mà họ sẽ có thể thiên về OTA nhiều hơn, là book trực tiếp chẳng hạn. Thì cái việc của họ sẽ là gì? Tăng nhận diện đều, để ít nhất là ví dụ khách đang tìm thiếu OTA, họ tìm lên website, họ tìm lên social media, họ phải thấy cái thông tin, ví dụ chương trình khuyến mãi, hoặc là ví dụ họ phải thấy là nó phải cập nhật đều, để họ cảm tưởng như là cái trang này còn active, thì họ mới tin tưởng họ book đặt trực tiếp thay vì book qua OTA được. Đó là điểm mà các kênh social media mà các bạn nên chú ý. Vậy thì theo anh thì marketing du lịch có chỉ cần hình ảnh đẹp thôi là đủ ạ? Anh nghĩ là sẽ cần nhiều hơn. Thứ nhất là trong khía cạnh marketing du lịch nhá, mình chưa nói về sản phẩm, chưa nói về việc là trải nghiệm khách hàng khi dùng, mà chỉ nói về câu chuyện ở khía cạnh marketing, tức là câu chuyện là bán và truyền thông thôi, thì hình ảnh nó chỉ là một phần. Bởi vì là quan trọng nhất là cái thông điệp gửi đến khách hàng là gì. Rất nhiều khách sạn resort ở Việt Nam, phải nói hầu hết, là có hình ảnh phòng rất đẹp, nhưng nó chỉ thuần là cái hình cái phòng thôi, nó không khác gì bán bất động sản cả. Nhưng vấn đề là gì? Du lịch nó là trải nghiệm, nhiều khi hình ảnh là một chuyện nhưng nội dung của hình ảnh nó còn quan trọng hơn. Sắc nét nó là một phần thôi, nhưng mà vấn đề nó phải truyền ra cái thông điệp để người ta muốn đi. Ví dụ hình ảnh nó sâu ra một cách là rất là thân thiện, friendly và dễ gần và cảm giác an toàn thì nó sẽ dành cho gia đình rất là nhiều. Nhưng một số cái khu khách sạn resort hoặc là homestay chẳng hạn, nó cần cái mức độ gọi là adventure hơn, thú vị hơn, thì sẽ dành cho người trẻ nhiều hơn. Thì cái đây nó phải toát lên được cái thông điệp đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thông điệp đấy nó không phải chỉ từ hình ảnh, nó phải từ cả video, nó phải từ cả cái nội dung text. Những cái đấy nó gọi là tổng hòa lại để mà đưa ra cái thông điệp phù hợp với khách, thuyết phục khách là mua hàng, trải nghiệm sản phẩm, đến với khách sạn resort đó để trải nghiệm
và gọi là để làm nó là một phần ở trong chuyến du lịch của họ. Thì đấy là những yếu tố cần thêm. Thì theo mình là cái thông điệp sẽ là cái quan trọng hơn rất là nhiều. Còn hình ảnh nó chỉ là một phần trong số đấy để toát lên cái thông điệp ra mà thôi. Và hiện nay thì xu hướng book KOL đang lên ngôi. Vậy thì theo anh thì book KOL có mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp hay không ạ? Hiện tại thì mình thấy là việc KOL nó lên ngôi trong khâu nhận diện, đấy là điều chắc chắn. Tức là để mà nhiều người biết đến khu khách sạn resort ấy, thì câu chuyện là đặt KOL là một chuyện là hiển nhiên. Trong tương lai KOL còn có vai trò cao hơn nữa, bởi vì cái nhân hiệu nó sẽ dễ để thuyết phục con người hơn, và nó tạo cảm giác thân thuộc, gần gũi, cũng như gắn kết gọi là người xem với cả cái người gọi là publisher, người KOL đấy tốt hơn. Còn cái việc mua hàng nó là một giai đoạn khác. KOL có thể làm tốt, hoặc thậm chí họ gọi là KOC đi, là cái người gọi là gần với customer hơn. Nhưng thực sự với ngành khách sạn chẳng hạn, KOC nó chưa phải là nhiều. Và nhiều trường hợp là họ chỉ dừng lại ở việc là biết thôi. Còn để mua nó còn một hành trình dài nữa về sau, mà phải kết hợp với những kênh khác. Ví dụ như đấy, như chúng tôi vừa nói social media, kênh liên quan đến website, hoặc là những kênh khác để mà kích thích mua hàng, như kiểu là OTA chẳng hạn. Thì nó là những kênh gọi là về cái gần phễu mua hàng hơn. Còn KOL, KOC nó ở ngành du lịch trong ngắn hạn thì hầu hết là họ sẽ tăng nhận diện là chính. Cũng có những KOL, KOC họ có thể là tạo ra đơn ngay lập tức, nhưng cái tỷ lệ đấy nó không cao trong thời điểm hiện tại. Còn trong tương lai thì biết đâu được họ có thể làm tốt hơn, họ kết hợp với nhãn hàng để làm chương trình khuyến mãi gọi là gần gũi việc mua hàng hơn. Thì trong thời điểm đấy thì mình tin rằng là trong tương lai thì cái việc là mua hàng qua KOL, KOC như các ngành bán lẻ có sản phẩm vật lý khác thì nó cũng sẽ diễn ra thôi. Cảm ơn chia sẻ của bạn Bách, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và nếu có câu hỏi gì, các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình nhé.